một ngôi nhà truyền thống của tầng lớp bần nông tại đồng bằng Bắc Bộ xưa. Đây là một trong nhiều ngôi nhà tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân được tái hiện tại Bảo tàng Đồng quê mới được xây dựng cách đây vài năm tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Bảo tàng Đồng quê, một dự án văn hóa do nhà giáo Ngô Thị Khiếu sáng lập. Đây là một trong số hiếm hoi bảo tàng về văn hóa đồng quê mà lại do tư nhân xây dựng. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Giao Thịnh, Giao Thủy, bà Khiếu thấu hiểu tất cả những gì mà những người nông dân chân lấm tay bùn phải trải qua. Lấy chồng rồi theo chồng, những ký ức về một thời quê mùa luôn theo đuổi. Để đến bây giờ, ông bà quyết tâm xây dựng lại một bảo tàng đồng quê, với mong muốn giữ lại những hình ảnh cũ của nông thôn Bắc Bộ một thời. Chào mừng cô Khiếu đã đến với chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay. Thưa cô, qua clip ngắn vừa rồi, hẳn rất nhiều khán giả muốn biết rằng cơ duyên nào đã đưa cô đến ý tưởng và thành lập một cái bảo tàng về đồng quê đầu tiên tại Việt Nam ạ. Xin chào các bạn truyền hình cũng như là khán giả. Thì xuất thân từ cả hai vợ chồng mình đều là nhà giáo và đều sinh ra ở nhà quê và cũng đã có một thời gian công tác tại nông thôn. Cho nên là nhưng mà thuận lợi hơn những người khác là mình có điều kiện đi thoát ly và đi được nhiều vùng của đất nước. Cho nên là khi mà gần nghỉ hưu thì cả hai vợ chồng đều có một cái mong muốn là khi mà nghỉ hưu mình sẽ làm một cái gì đó cho quê hương. Và cuối cùng hai vợ chồng đã chọn nhất là làm một cái bảo tàng đồng quê để lưu giữ lại những cái nét văn hóa của làng quê Việt Nam. Vâng, để làm được cái công việc đó thì hẳn phải là cô có một cái tình yêu rất lớn đối với làng quê phải không ạ? Cả hai vợ chồng đều rất yêu quê. Những ngày nghỉ thường là hay về quê và đưa con cháu về quê. Đấy, và những cái kỷ niệm mà của nhà quê mà nó đã gắn bó với mình cái thời niên thiếu thì nó khó có thể quên đi được. Và hơn nữa là hiện nay thì cái cuộc sống hiện đại bây giờ đấy thì nó đã mai một những cái nét đẹp của làng quê đi rồi. Nên là mình muốn là giữ lại cái hồn Việt. Vâng, với những người ta thì để có một cái phòng trưng bày nhỏ nhỏ, những cái hiện vật thôi đã là khó rồi. Còn với cô thành lập cả một cái bảo tàng lớn như thế này, chắc hẳn không dễ dàng. Thực sự thì cái ý tưởng mà giữ lại cái nét văn hóa làng quê thì đó là mong muốn của cả hai vợ chồng. Nhưng mà cái ý tưởng đó, sự mong muốn đó, nếu chỉ riêng gia đình nhà mình thì cũng không thể thực hiện được. Mà cái đam mê và cái lòng yêu quê hương đất nước ấy nó đã được sự tạo điều kiện của địa phương, từ thôn xóm xã huyện, tức là chính quyền địa phương và bà con nhân dân, người ta đã giúp đỡ. Thì đất là của địa phương, rồi là xây dựng thì cũng được, thứ nhất là từ cái đội thợ là đã giúp mình cái ngày công. Thế rồi là trong quá trình xây dựng thì cũng rất may là được tất cả những cái thông tin qua truyền hình, qua đài báo đã đưa tin, thì nhiều khách người ta đã tới và có những người thì người ta quen biết mình, nhưng thực sự có những người không hề quen biết, nhưng vì có lẽ người ta cũng như mình, tức là cũng yêu cái nét văn hóa làng quê Việt Nam, cho nên người ta đã ủng hộ mình. Có người ủng hộ tinh thần, có người thì ủng hộ hiện vật, và đặc biệt là về kinh tế thì hiện nay toàn bộ cái tiền xây dựng của bảo tàng đồng quê này người ta đã ủng hộ cho gia đình nhà mình là gần một nửa. Bảo tàng được hình thành là kết quả công sức trí tuệ của nhà giáo Ngô Thị Khiếu và gia đình, cùng với sự động viên, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này. Năm 2009, ông bà đề xuất ý tưởng với Ủy ban Nhân dân xã Giao Thịnh, Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy và được địa phương hết sức ủng hộ, tạo điều kiện cho mượn 5.000 m2 đất trong 30 năm. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bảo tàng Đồng quê đã tổ chức khánh thành phần xây dựng giai đoạn 1.
và ngày 4 tháng 2 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có quyết định cấp giấy phép để đưa Bảo tàng Đồng Quê vào hoạt động chính thức. Từ khi đi vào hoạt động, bảo tàng đã đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Thưa cô, thì xây dựng được bảo tàng vốn đã khó, duy trì được hoạt động của nó và phát huy hiệu quả của nó lại càng khó hơn. Vậy thì với cô suy nghĩ như thế nào về điều này? Thực sự là đúng như bạn đã nói, tức là xây dựng bảo tàng là khó, nhưng mà cái duy trì hoạt động của bảo tàng làm sao cho nó có hiệu quả thì cái đấy khó hơn nhiều. Cho nên khi mà lúc đầu mình xây dựng bảo tàng thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là cái bảo tàng này là phục vụ trong một cái phạm vi hẹp thôi. Nhưng mà khi đưa vào sử dụng thì khách không phải là ở khu vực trong vùng này nữa, mà ở khắp mọi miền đất nước và kể cả khách quốc tế. Khi mà khách người ta tới đông thì mình phải tăng cái người phục vụ lên. Đấy, tăng người phục vụ lên thì mình phải nghĩ rằng là mình lấy cái kinh phí gì để mà trả lương cho nhân viên. Thế và cả hai vợ chồng thì đều là lúc đó là mình cũng nghỉ hưu và chồng cũng sắp nghỉ hưu rồi. Thì cái tiền lương hưu không thể là chi trả cho lương nhân viên được. Và một cái thực tế nữa là ở bảo tàng mình thì có lưu giữ những cây trồng vật nuôi. Đấy, và khách thì lại có nhu cầu về cái phần ẩm thực đồng quê. Thế mình suy nghĩ là tại sao trong bảo tàng có cái phần cây trồng vật nuôi lưu giữ được như thế thì tại sao mình không sử dụng nó để mà chế biến các cái món ăn chân quê, quà quê để làm quà cho du khách tới. Và mình đã đi sâu vào cái mảng ẩm thực. Thì đến bây giờ thì bước đầu cái phần ẩm thực đồng quê của bảo tàng đã tạm thời chi trả lương cho nhân viên ở mức độ tối thiểu. Với rất nhiều người, khi người ta đầu tư một cái vấn đề gì đó thì người ta sẽ phải nghĩ đến lợi nhuận. Còn với bảo tàng mình thì sao? Riêng đối với bảo tàng thì cả hai vợ chồng đều xác định là khi xây dựng bảo tàng này là cái mục đích thứ nhất là đây là một cái trung tâm văn hóa để mà phục vụ xã hội. Mục đích của nhà mình là để phục vụ. Thế mà nhưng mà nếu mà không có kinh phí thì cũng không thể duy trì được. Cho nên là mình phải nghĩ là phải làm một cái gì đó để mà nuôi dưỡng bảo tàng. Nhưng mà giả sử mà có một chút kinh phí nào đó thì một là nhằm mục đích là chi trả cho nhân viên, cái thứ hai là để duy tu bảo dưỡng bảo tàng hoặc là để phát triển bảo tàng. Còn riêng đối với hai vợ chồng mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là sẽ mà kinh doanh từ bảo tàng. Đấy. Thế mà cho nên là tất cả những cái thu chi của bảo tàng này là mình đều là trước tiên là phải dành ưu tiên cho số 1 để trả lương cho nhân viên. Cái đấy là cái mà bắt buộc rồi. Cái thứ hai là những cái mà bảo dưỡng hàng ngày. Thế còn lại là từ ngày thành lập đến giờ thì giám đốc chưa bao giờ có một tháng lương nào cả. Vậy thì trong bản thân cô thì cô mong muốn rằng trong tương lai thì sẽ nhận được cái sự ủng hộ như thế nào từ phía chính quyền địa phương, từ phía cộng đồng những con người con quê hương, người con Việt Kiều yêu mến mà muốn có thể là muốn đóng góp cùng với cô để xây dựng, để làm tốt hơn cái bảo tàng này. Trong tương lai ấy, nếu mà được sự hỗ trợ của địa phương thì cái mà mong muốn nhất là nếu như có diện tích thì đấy, như mong muốn của gia đình cô là sẽ làm một cái mô hình một gia đình nông thôn mới để du khách tới đây không những chỉ tham quan bảo tàng để mà được trải nghiệm cái ẩm thực của bảo tàng mà còn được nghỉ trong một cái ngôi nhà của nông thôn thời đại mới. Thế là đấy là cái mong muốn của gia đình nhà mình. Cái thứ hai nữa là mình rất mong muốn rằng là nếu được thì địa phương cũng như là nhà nước, nếu giả sử có hỗ trợ thì mình cũng sẽ chỉ là mong muốn là một là giữ cái bảo tàng này, những cái hiện vật này làm sao mà càng lâu càng tốt, nên là nếu có điều kiện mở rộng thêm. Đã, bởi vì hiện nay là nó quá tải, vì khách có những ngày tới hàng nghìn lượt khách tới thì cái bãi đậu xe hiện nay cũng là quá tải, rồi là cái mà cái khuôn viên nó cũng rất là chật, cho nên là khách mà đông quá đến đây là tham quan cùng một lúc là cũng hơi khó khăn cho bảo tàng. Gây ấn tượng nhất có lẽ là khu vực trưng bày những hiện vật
phản ánh chân thực tất cả các mặt của cuộc sống nông thôn trước đây. Được xây 3 tầng khang trang rộng rãi, khu này bày biện rất nhiều chậu đồng, thau đồng, mâm đồng qua các thời kỳ, cùng vô số những nông cụ như liềm, gầu tắt nước, cày cuốc, thúng mẹt, chày cối, vân vân. Đó là chưa kể đến những chiếc tủ bày chật kín những hũ tiền cổ, con dấu, triện, đèn cổ. Một cái mẩu chuyện là một lần mình đến cái huyện Chương Mỹ của Hà Nội đấy, thì mình có sưu tầm được một số những cái bản sắc phong người ta bán trôi nổi trên thị trường. Thế mình ấy tìm cái nơi mà thờ cái người mà được nhà vua ban thưởng sắc phong đó. Thì mình đi sưu tầm này thì mình chỉ đi người không, bởi vì khi công tác là cái chứng minh thư, là mình làm thủ quỹ thì chứng minh thư luôn luôn là để cái túi đi công tác, bởi vì nếu mất chứng minh thư thì có thể chậm lương cho cán bộ nhân viên của nhà trường. Thế nên là chỉ có tiền và người thôi. Thế thì khi đến đó thì mình bảo là bây giờ muốn tìm cái địa danh đó thì địa danh từ thời Pháp thì phải đến phòng văn hóa, đến sở văn hóa để tìm địa danh. Thế khi đến đấy thì cái bác trưởng phòng ấy, thế mà hỏi thế thì cô đi này, cô có giấy tờ gì không, thì mình chẳng có gì cả. Thế là băng mắng cho một trận. Nó nói rằng là rất nhiều người là bề ngoài thì như thế, nhưng mà núp bóng để mà mang những cái cổ vật này sang nước ngoài. Thế thì ngồi hỏi nói chuyện một lúc thì bác hỏi thế cô làm gì. Thế bảo là em dạy học. Dạy học ở đâu? Dạy học Hà Nội. Thế nói là thế thì có số điện thoại của hiệu trưởng không? Bảo có. Khi nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng thì bác ấy rất là tin tưởng, và lúc đó bác lại chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Đấy, ví dụ như thế. Đó chỉ là những cái kỷ niệm và những cái rào cản rất nhỏ trong cái quá trình đi sưu tập mà những cái hiện vật của mình, phải không ạ? Vậy còn những cái rào cản lớn hơn, từ khi cô hình thành ý tưởng cho đến khi đi vào thực hiện thì cô gặp những cái rào cản nào không? Rào cản thì về phía gia đình ấy, thì lúc đầu thì cả hai vợ chồng đều là nhất trí là sưu tầm về để chơi. Nhưng mà khi mà thấy cô sưu tầm hơi nhiều và hơi say, thì lúc đầu là chồng cô không hiểu, thì cũng nghĩ rằng cũng có những phản ứng nhẹ, tức là nói rằng là đã có rồi sao lại còn cứ sưu tầm làm gì cho nhiều. Cho lãng phí tiền, ví dụ như thế. Nhưng mà khi hiểu được rồi thì chính bản thân chồng cô là kỹ sư xây dựng đã ủng hộ cô là toàn bộ cái phần thiết kế, phần kỹ thuật của cái khu bảo tàng này là chồng cô đứng ra lo. Thế và các con của cô thì nó thấy rằng mẹ say mê cái công việc này thì nó cũng ủng hộ bằng cách rằng là kinh phí nó cũng cho mẹ một chút, nhưng mà đặc biệt là nó cố gắng là khắc phục công việc nhà để mẹ có thể là rảnh rỗi để mà đầu tư cho bảo tàng. Thế còn về phía địa phương rồi bạn bè cũng rất nhiều người ủng hộ cũng nhiều, mà không ủng hộ cũng nhiều. Rất nhiều người cho đến bây giờ người ta cũng nói rằng là người ta nghỉ hưu thì người ta chơi. Thế tại sao mà bà lại cứ phải là mò mẫm như thế, cứ phải lo những cái việc không đâu như thế cho nó vất vả. Thì nhưng mà nhiều người thì cũng động viên, và bản thân mình thì mình thấy như này. Tức là khi mình còn khỏe thì mình cần phải hoạt động, đừng có hoạt động quá sức thôi. Đấy, thế còn khi nào mà mình yếu, mình cảm thấy không làm được nữa thì mình dừng lại. Đấy. Thưa cô, là với bản thân cháu thôi cũng là một người mà sinh ra lớn lên ở làng quê, và cách đây khoảng 20 năm thì những hiện vật như là những cái cối xay hay những cái cối giã gạo, thúng mục dần sàng thì mình mới còn tiếp xúc thường xuyên. Nhưng bây giờ thì những hiện vật đấy thì nếu mà mình quay trở lại nhà mình thì cũng không còn nữa. Và qua những cái bảo tàng như thế này thì mình mới được sống lại với những ký ức tuổi thơ. Xin chúc cho cô và bảo tàng của cô ngày càng phát triển và phát huy được những cái giá trị và đáp ứng được cái lòng mong mỏi của cô và gia đình khi đứng ra thành lập bảo tàng này. Xin cảm ơn chương trình.